Để tiếp tục chương trình, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi tiếng nói cử tri với Jackie Bồng. Jackie Bồng xin kính chào quý vị. Một lần nữa, John Ernest, 19 tuổi, đã thực hiện lời hứa kế hoạch tấn công bằng súng của anh ta tại nhà thờ Do Thái ở San Diego, miền Nam California, làm một phụ nữ thiệt mạng và ba người bị thương. Bị cảnh sát bắt, anh cũng thú nhận đã đốt trung tâm Hồi giáo trước đó một tháng. Anh cũng để lại lời nhắn đến vụ xả súng tại New Zealand làm 50 người thiệt mạng, làm một gương mẫu cho anh noi theo và ca ngợi nhà độc tài Adolf Hitler đã tiêu diệt hàng triệu người Do Thái. Cử tri có nghĩ vụ việc này có dính líu đến luận điệu anti-Semitism bài Do Thái, cũng như cổ vũ cho sự căm phẫn thù hận, hate crime, chống di dân, chống các tôn giáo khác Kitô giáo, như là Hồi giáo và Do Thái giáo không? Cử tri còn nhớ đến nhóm người da trắng thượng đẳng, White Supremacists, tập hợp phe hữu khuyên đã tổ chức trong tháng 8 2017 một cuộc tuần hành với nhiều khẩu hiệu vô cùng bạo lực gây sự ấu đả và giết người xảy ra tại Charlottesville, Virginia không? Sau đó, FBI công bố phúc trình thống kê hàng năm cho thấy các vụ tội phạm vì thù hận tiếp tục gia tăng, gần gấp đôi dựa trên sắc tộc, màu da, nguồn gốc và đồng tình luyến ái từ năm 2016 đến 2017. Từ đó đến nay, tội phạm thù hận vẫn gia tăng không ngừng. Có phải vì thế mà chủ đề chính do cựu phó Tổng thống Joe Biden đưa ra để ông ra tranh cử Tổng thống kỳ này là chính sách chống lại bạo lực và hận thù của phe nhóm cánh hữu không? Ông muốn đem lại những thông điệp hòa hợp dựa trên các giá trị cao quý của con người, làm đúng theo pháp luật thuần túy hiện hành, không gian xảo, không láo khoét, không lường gạt, không bôi bẩn. Ông Biden nói là ông muốn đi ngược lại các khẩu hiệu chia rẽ và mạ lị thô tục mà Tổng thống Trump thường dùng để đánh bại tài tình tất cả các đối thủ của ông. Ngoài ông Joe Biden, thì 19 ứng cử viên kia của Dân Chủ khác ra tranh cử Tổng thống năm 2020 cũng chống những chính sách của Tổng thống Trump dựa trên sự thay đổi khí hậu, climate change, hay có người chống sự chia rẽ gia đình và xua đuổi người di dân, hay có người khác cổ động cho chính sách chia sẻ lợi tức của một phần trăm nhà giàu sọ nhất của nước Mỹ, kêu gọi họ đóng thuế đúng theo tỷ lệ khấu trừ công bằng, không có đặc quyền quá đáng, hay có ứng cử viên khuyến khích chính sách phát triển cho giới trung lưu, không đóng thuế quá đáng, hay ông Bernie Sanders chẳng hạn, cổ vũ cho sinh viên không phải nợ học phí quá cao rồi phải làm lụng cả đời để trả nợ, hay thúc đẩy chính sách giúp cho người làm việc tay chân được hưởng lương tối thiểu 15 đồng một giờ để họ trang trải nợ nần mà không phải làm 2-3 job mới sinh sống nổi. Đó là những đề tài tranh luận then chốt để tìm giải pháp cho người dân sống một cách bình thường, không sợ bị hận thù hay bị bạo lực súng đạn giết hại người vô tội. Jackie Bồng xin kính chào quý vị.